Đâu chứ? Cái lo đến để lại lên chăm gửi kia mà không đang quay trở lại để chờ xe máy của cả chúng ta hôm nay. Vâng, và ngày hôm nay nhà mình toàn giải cứu mập xe cô nặng. Và một lần nữa xin cảm ơn thời gian qua ấy khiến bà con đã chia sẻ và cố gắng nhiều lâu một thời gian khá xe để mà lấy tiền của các chiếc xe máy chỉ còn một vài bước nhất là chỉ à vài tiền rồi. Đặc biệt là đợt này đang có nhiều bị giảm giá, còn tiền là 30, 84, 84, 85 năm nay là mình có tới 5 ngày ghế luôn, mà mọi người nhân tâm năm nay mọi người có thể là đi đoàn và ghế thì mình sẽ có nhiều phần quà hay là những ngày gì đấy nè, mình sẽ cùng chơi cho những tiền thì hôm nay thì quà có những cái gì, lên câu cho những tiền nha. Đó, và ngày hôm nay phải nói là hơi bị mờ. Vâng, anh chị em bà con cùng vào like và chia sẻ cho em ạ. Ngày hôm nay thì phải nói là một ngày báo đơn. Riêng bán cửa hàng không là 21 chiếc và em đang nhặt cọc 11 con xe. Ngày hôm nay tự nhiên là bán online rất đỉnh luôn mọi người nha. Ngày thường thì mỗi lần like online thì em chỉ bán được tầm 4-5 đơn thôi. Còn riêng ngày hôm nay em chốt 11 đơn hàng online. Online có nghĩa là khách không đến cửa hàng mà mua trực tiếp và mua trực tiếp qua mạng luôn. Vấn đề và chia sẻ cho em luôn. À, và bây giờ thì em phải đi review sơ qua kiếm đa mạng cho mới Nam ơi. À, kiếm đa mạng dùng đấy. À, anh chị em bà con đi qua về lại cho thanh đoàn một like, một đăng ký và bấm chia sẻ nhiều cho em nha. À, và ưng mẫu nào cứ mạnh dạn nhắn tin về Zalo số điện thoại trên màn hình đang chạy ở trên màn hình cũng như là địa chỉ cửa hàng luôn. Đó, mà nếu mà mọi người thường xuyên theo dõi like là biết được là em liền nhiều xe như thế nào và bây giờ này. Cứ ngày 30-40 con này xe đâu mà có cho nổi mà bù trừ được. Quá tuyệt vời luôn. Đây, hôm nay là trống trơn hết cả hàng xe này luôn rồi này. Phải nói là rất yêu thương và cảm ơn khách hàng của em Hiền. Em ơi, đang giảm giá cực sốc luôn. 12 năm còn 11 triệu 9 em ạ. Rồi, cả nhà mình ơi, đi qua về lại cho em một like, một đăng ký và một chia sẻ với anh chị em bà con. Nhớ đăng ký kênh TikTok, kênh YouTube của nhà Thanh Đoàn để cập nhật thật nhiều giá xe tại Thanh Đoàn nha. Đó, hôm nay là nô 4 em cũng đã chốt thì hôm qua like con Vision 149 là em cũng đã chốt luôn rồi. Đó, hai con chốt này. Nhiều con chốt lắm mọi người ơi, hôm nay là 11 con chốt cơ mà. Hai con chốt rồi là Way Alpha là 3 này. Ba con đã chốt nha. Đó, rồi Future là 4, RSX là 5, Way Alpha là 6, Way S là 7, People là 8, Ek là 9, 10 con AB 11. Như vậy là 12, 13 con xe đã cọc cho ngày hôm nay. Đó, và đây thì mọi người thấy là xe siêu rớt là vơi đi rất nhiều. Quyết ơi, tí này chịu khó sắp lại nó đẹp đẹp tí nhé. Nó để lưa thưa quá. Đây, thử em đang sắp lại dàn xe đây. Hôm nay là dòng Way là bán sạch luôn rồi. Ai mà theo dõi like em là mọi người biết. Way Alpha 110 là màu xanh nhớt. Ủa, màu xanh nhớt cũng bán luôn à? À, màu xanh ngọc này rồi là màu đỏ. Màu đỏ, đặc biệt màu đỏ là bán 4 con luôn nha. Đó, mọi người theo dõi like là mọi người biết. Ơi, cả nhà mình ơi, anh chị em bà con có nghe em rõ không ạ? Cả nhà comment cho em với nào. Ôi sao không thấy ai comment thì hết trơn ta. Cả nhà có ở trên live không ạ? Quý cô gì chủ bác ra gần đang trên live cho em một chia sẻ với ạ. Địa chỉ cửa hàng em là 465 đường Nguyễn Thị Phương, An Bình, Di An, tỉnh Bình Dương, cả nhà mình nhá. Đó, và bây giờ thì em cũng đã xoay gần đủ rồi. Vài bước chân nữa là tới đích rồi thì em cũng vẫn tiếp tục giảm giá một vài ba hôm nữa này. Đặc biệt là chuẩn bị lễ ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Tức là năm nay là nghỉ 5 ngày và trong 5 ngày lễ đó thì mọi người đến mua xe Thanh Đoàn. Em Hiền sẽ có tặng mọi người một thùng nước ngọt hoặc một thùng bia để mọi người ăn lễ nha. Đó, rồi là còn tặng tiền mặt cho mọi người mua gà nữa. Bó đại vào không được. Úp đại vào đó cái mặt này đấy. Úp đại vào đó. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ, tại vì hình như là mới vào like không thấy ai comment ấy, em lo quá. Dạ ok anh ạ. Rồi em sẽ like luôn nhé. Mọi người ơi, mọi người có ở đấy không ạ?
Ôi con này vừa ấy xong mà. Vừa ấy xong mà. Hôm nay em có con lít biển 61X7958 này. Lít của Honda luôn mà gầy nha. Con này lít của Honda luôn à. Xe đẹp máy em nha, màu đen này. Lít của Honda 6,5 triệu nha. Em dám còn 5,9 triệu đồng. Con này nếu mọi người đang tìm kiếm những xe bùng bừ cốp rồng để mà đi làm đi chơi, và quan trọng nhất là tiết kiệm xăng, thì con này à, cho 10 điểm em, 10 điểm giá quay ăn vai mời. Ok ạ. Con này để anh chị em bà con là 5,9 triệu đồng nhé. Dạ lít 5,9 triệu mọi người ơi. Anh chị em bà con đang có ở trên live không ạ? Lít 5,9 triệu đồng nhá. Màu đen ạ. Màu đen tem nối đẹp này. Con này biển số 61 Bình Dương. Xe về chưa rửa luôn cả nhà. Dàn chân đẹp, máy êm, mọi chức năng hoạt động tốt. 5,9 triệu đồng. Con này đã có FI luôn nhá. Anh chị em bà con ưng mẫu nào có thể nhắn tin về Zalo, số điện thoại đang chảy trên màn hình, hoặc địa chỉ của em mọi người nhá. Đây là nô 5. Con nô 5 này cực cọp luôn nha. Con này là hình như là xe đang dán trùng hay sao ấy. Đúng rồi, nô 5 xe dán trùng. Em vừa đổi xe xong ạ. Con này biển 36 nha. Máy êm cực kỳ luôn ạ. Con này ở trong cũng là màu vàng luôn. Như vậy là đúng màu vàng đen, đúng cà vẹt nha. Về mình không cần phải lột ra nha. Nô 5 em vừa đổi xe xong cả nhà ơi. Nô 5 giá rẻ như cho luôn. Rẻ nhất đất nước Việt Nam luôn. Xe cực kỳ ngon luôn nha. Máy cực kỳ ngon. Em đúng máy mọi người coi này. Trời ơi không nghe tiếng luôn. Nhiều khi mà em like rẻ thì mọi người là hay bảo chắc là xe dở, xe không ngon. Nhưng xe nhà em là bao đẹp, bao êm, bao ngon luôn nha. Nô 5 6,900,000 đồng. Và trong buổi like này em giảm là cả nhà còn 5,9 triệu nha. Cả nhà tranh thủ chốt đơn cho em nha. Giá này chỉ có Thanh Đoàn mới bán thôi ạ. Nô 5 FI không phải Novo 4 nha. Nô 5 FI phun răng điện tử máy êm, mọi chức năng hoạt động tốt, 5,9 triệu. Ở bên này người ta đang khai trương nên là hơi ồn nha. Nên là em tranh thủ like nhanh một tí. Tiếp tục là một con Quay S110 đẹp. Con này màu đỏ đẹp. Căm đĩa sáng trưng luôn. Tem zin nguyên bản, lốc máy zin luôn này. Đó cả nhà thấy không ạ? Con này biển 77 Bình Định nha, 21980. Quay S110. Anh Đoàn ơi. Con này thì tốc thế nào che vào đâu được. Con này nam đủ che sao? Gọi nam không? Quay S này là bao đẹp tem zin. Dàn lóc máy zin luôn. Cổ vô được thay bao inox nha. Tem zin tuyệt vời luôn nha. Không chê vào đâu được. Con này máy bao êm luôn. Full LED có nhiều lắm. Trời tí thì xuống cho đâu. Khu vực đẹp đấy. Bữa nay sắp xe chỉ để từng chỗ một nên là cũng dễ like. Ghé vậy à? Trời ơi. Con này giá bao ngon luôn mọi người này. 8,5 triệu dám giá còn 7,500,000 đồng nha. Bánh căm và che có thắng đĩa luôn ạ. 7,500,000 đồng cho Quay S110. Xe đẹp, zin nguyên bản, tem zin. Màu đỏ đen, biển bãi bãi Bình Định nha. À và đặc biệt hôm nay là em có một con lít màu trắng bạc. Ôi màu này là màu đẹp cực kỳ luôn. Em thấy màu này là các cô dì chú bác rất thích luôn ạ. Ngày nào cũng xem kênh máy Thanh Đoàn, xe đẹp rẻ mà không có tiền mua. Anh Dũng à xảo quá, đang đi nhà em mấy con xe luôn còn gì. Ôi cái đầu đèn nó đẹp cực kỳ luôn cả nhà mình. Chào Hải Đoàn, ok em nha. Lít đẹp lắm cả nhà mình ơi, lít đẹp nha. Lít bao đẹp luôn ạ, ôi cả nhà ơi. Và máy chạy cực kỳ chất luôn nha. Biển 72, dàn lóc máy đẹp này. Rẻ như cho luôn nha. 7,5 triệu xá còn 6,9 triệu. Bên em là rẻ đẹp và chất lượng chứ không phải mọi người đừng có quan điểm rẻ là xấu nha. Bên em rẻ đẹp lại còn chất lượng nó mới là đá. Ừ. 6,900 nhá. Chúc em và gia đình em cảm ơn anh ạ. À. Rồi tiếp tục đây cũng là một con Quay S110 biển 54 này. Con này là tem zin dàn chân đồ đẹp lắm cả nhà ơi. Đó tem zin đẹp nha, con này đẹp cực kỳ luôn.
Đây mọi người nhìn này, toàn bộ tem đi nét luôn. Con này 7,8 triệu, em bán 7,5 triệu nha. Như vậy là hai con đồng giá này, hai con quay 110 đồng giá. Ai lấy con nào thì lấy nha. Đây ạ, tem đi từ đầu tới chân luôn. Rồi hôm nay em có về một chiếc xe siêu rớt. Em ra tí này. Siêu rớt biển 61N16240. Con này là tem đời 2020 nhá. 2020. À dạ, nờ với em còn hai con đẹp, hôm nay về một con đẹp lắm anh ạ. Anh chờ em một tí đi. Vặn ga thật kỹ mới kiểm tra được. Đây tem đi nguyên bản đấy nha, con này đời 20 luôn chứ các anh em nhé. FI dàn chân bao đẹp luôn ạ. Cả nhà mình ưng mẫu nào cứ mình dàn nhắn tin về Zalo cho em cả nhà nhé. Và số điện thoại liên hệ của em là 0967 424 911. Số điện thoại đang chạy trên màn hình đó mọi người. Dạ ok ạ, chờ em tí nha. SH1 đi anh, xem hợp anh chốt ok Dũng Hà nha. Cảm ơn anh nha. Đợt này tình yêu tình báo thế nào rồi anh? Con này giá gốc là 11 năm, em dám còn 10,5 nha. Bên em là dám thật, người thật, việc thật. Em không phải câu like, câu view nha. Không phải là kê lên rồi dám 1-2 cụ không có nha. Vì thế là cả nhà không cần phải nghe em Hiền nói dám bao nhiêu kệ mẹ em Hiền. Quan trọng nhất là mọi người cái giá cuối cùng mọi người mua được so với thị trường. Nó đắt hay là nó rẻ thôi ạ. 10,5 nha các tình yêu. Rồi đây là con Viva Suzuki. Bánh mâm điển. Mọi người ơi, bên kia nó mới nhạc hơi ồn. Cả nhà có nghe được em nói gì không ạ? Cả nhà không nghe được thông cảm cho em. Tại vì hôm nay bên đó nó đang khai trương á. Ở đây nó bị gáy mất cái chỗ này nha. Máy êm 4,5 triệu còn 4 triệu đồng. Viva chở hàng cực kỳ ngon luôn nha. Rồi con quay Blade này thì em đã bán rồi này. Như vậy là em còn một chiếc ẹc 135 biển 69M15529. Ẹc 135. Ẹc 135 con này màu độc lạ và đẹp lắm. Bánh mâm này. Xe máy đi luôn. Con này rẻ như cho luôn. 12 năm còn 11,9 triệu đồng. Và đây là cận cánh một chiếc lô 5 có 102. Màu đỏ đen và kết hợp với màu xám tem số 10. Đồ đẹp của nó thì không thế nào chê vào đâu được. Con này cực đẹp. Dạ em chờ là bên kia người ta đang mới nhạc ồn thôi ạ. À. Mới nhạc bên kia hơi to anh. Con này biển 70F18744 nha. Novo 5 màu đỏ đen xám 3 màu. Đồ đẹp lên tới 90%. Bao cả nhà test và chạy thử cả nhà những cái tem này. Chốt đơn giá là 8,9 triệu, giảm giá còn 8,7 triệu đồng. Xe này không êm, không đẹp, không ngon, em không dám lấy tiền luôn. Một chiếc Lexus của Yamaha, 5,8 triệu còn 5,5 triệu đồng. Mô tô 10,5 triệu còn 10 triệu đồng. Đến mọi người 9,8 triệu. Bentley của Thái Lan nha. Xe mô tô mini nha. 9,8 triệu đồng cả nhà mình ơi. Đấy anh chị em bà con ưng mẫu nào cứ liên hệ cho em ạ. Chào anh Quỳnh nha, ẹc 155 em đang có một con 23,500 cành anh ạ. À. Ôi hôm nay em về con Winner V1 đẹp lắm. Máu này là đời 2019 luôn nha. Đó, con này là bánh mâm đồng 2019 luôn. Mang biển số 59C304430. Con này đúng 2019 này. Nam anh Nam, con vào thằng Quyết nó hỏi cho mừng cái này này. Chiều là mừng nói rồi đó. Ý là có rồi thì gắn vô cho mượn đi. Cái kiểu gắn. Con này giá là 18 năm, giá 1 triệu còn 17 năm nha. Lưu ý cho em là mẫu 2019 nha. Winner V1 2019 này. Màu đen mâm, màu đồng đáng cấp ạ. Ok em luôn. Và đây là cận cánh con quay Blade cực đẹp luôn. Con này là tem đời 2020-21 rồi. Bánh mâm đĩa màu xám đen biển 66 Đồng Tháp. 13,8 triệu, giảm giá còn 13 năm nha. Ôi trời ơi, 155 mà bây giờ bán có 23 năm là nó đã rẻ như cho rồi ạ, rất rẻ luôn rồi ạ. Anh Quỳnh ơi, 23 năm là không có ai bán giá đấy đâu. Đây phiên bản cao cấp đời 21-22 tem này. Phiên bản kỷ niệm 13-8-13 năm. Rồi hôm nay về một con AB biển 47 Đắk Lắk. Con này màu xám đen trắng nha.
AB biển Đắk Lắk ơi. Con AB này bao nhiêu ạ? Winner V1 có 13 triệu 900 ngàn đồng em nhé. Ở đây Liberty không biết thì hỏi đi điều 5 phút à. Anh chờ em tí nha, con F155 nó đang nằm phía trên, anh chờ em tí. Ôi con Liberty này hôm qua em đổi xe, bây giờ em lột keo ra đây này. Hôm qua cả nhà thấy chưa? Keo nguyên con em vừa lột rất đẹp lắm. Xe ai? Biển 15 Liberty nha, đây. Keo nguyên con em vừa lột dấu keo còn luôn đây này. 8 triệu 500 ngàn đồng nha. Máy bao êm bao chảy giảm giá còn 7 triệu 900 ngàn đồng. Mày bỏ con 7 triệu 900 ngàn đồng nha. 7 triệu 900 ngàn đồng. Và đây là một cặp 150. Hôm qua là về 3 con mà bán 2 rồi, bán 1 rồi còn 2 đây. Hai con đều màu xanh hết nha mọi người. Con này là đời 2017 này. Mặt nạ hai tầng màu xanh cà phê, bánh mâm đĩa bao cọp bao đẹp luôn. Con này giá là 16 năm. Trong buổi live em giảm còn 15 triệu 900 ngàn đồng. Trời ơi, con ẹt này quá vip pro luôn cả nhà mình ạ. À. Còn 15 triệu 900. Trả trước 11 triệu còn lại. Anh mua xe bao nhiêu tiền ạ? À? Cả nhà mua xe tại cửa hàng em thiếu 1-2 triệu được nha. Thiếu nhiều quá thì không được. Con xe gì đấy? Con đó bán mà. Con ẹt mới ra. Con nó 5 triệu 9. Con nó 5 triệu 9, con này 6 triệu 9 này, à 6 triệu rưỡi. Con lít này 6 triệu rưỡi này. Ẹt đèn 2 tầng luôn mọi người nhá. Bạn trồng NT, bạn định mua xe gì bạn ơi? Đây tiếp tục là một con ẹt phiên bản màu trắng xanh GP luôn. Con này thì mang biển số là 69. Mẫu này là đời 2017 nha. Có chìa khóa địa đầy đủ. 17 năm còn 16 triệu 900. Bên em là có mua bản trao đổi và hỗ trợ trả góp luôn nha. Chỉ cần căn cước công dân không được xấu là cả nhà mua góp được. Ai quan tâm mẫu nào thì lên cửa hàng ủng hộ em. Đây con ẹt biển 66 Đồng Tháp này. Bánh mâm thắng địa luôn. Màu xanh đẹp nhá đây. Hồ sơ tầm 1 triệu 8 đến 2 triệu một con anh nhá. Anh ơi NVX đang phía sau anh ạ. À. Để em like mấy con phía trước. Tại tí nữa sợ họ bật nhạc ồn lắm. Con này biển số 66 nha. Con này bán là 14 triệu 900. Ủa anh Đoàn ơi, con này 14 triệu 900 mà anh. À con này còn 16 triệu 900. 16 triệu 900 ngàn đồng nha. Còn con 14 chính em bán hôm nay rồi mọi người. Con biển 67 em bán rồi. Con này đời cao, đời 2017 lần. 16 triệu 900 ngàn đồng cho nẹt 150 nha. Đấy mọi người mà thích màu xanh là cứ lên cửa hàng em. Rất nhiều mẫu luôn. AB này. AB bao nhiêu tiền anh? AB này là 14 triệu 900 nhé. Mười bốn triệu chín trăm cho con AB này. Này này. Nam nói Nam. Cả nhà cũng like và chia sẻ cho em. Dạ chờ em tí. Chạy con này về này, lột hết ra. Trời ơi ông nội ơi. Cầm cái tem nó lột ra, mày dân trong nghề mày phải biết chứ. Trời ơi, trơn chê bao nhiêu năm ta cầm cái tem tôi giật thế này mà không biết gì nữa. Mẹ ngơ ngơ vừa phải, rõ ràng cầm cái tem giật là phải biết rồi. Tao đang live chê, chẳng lại quay nói rồi luôn trời. Winner V1 139 màu đen, chờ chỉ tí nha. Ô hôm nay về con SH bao đẹp màu đỏ đô này. Đèn sáng trưng luôn nha.
Đó, con này quá đẹp, màu đỏ đô luôn này. Tem chữ nối rất đẹp luôn. Con này biển báy 3E34178. 36 năm em dám còn 35 triệu nha. Trời ơi, chưa bao giờ mà SH nó rẻ vậy mọi người ạ. Bây giờ cả nhà mua Vision mới giờ 30 mấy gần 40 triệu mà SH này. Cái này ngày xưa mua cũng cao lắm đấy chứ cả nhà. Bình tĩnh chị đẹp à, chị đùa cho vui thôi. Chị tính ăn to nói lớn vậy đấy. Đang đùa cho vui mọi người ơi. Đeo mấy thằng thờ nhà em cho vui, tính ăn to nói lớn vậy đấy. Không phải là chứ nhau gì đâu. Biến 73E34178. Gọi tao mày cho quen vậy à, chứ không có ý gì nha. Con này chốt đơn 35 triệu đồng cả nhà mình nha. Tính ngay ăn to nói lớn vậy đó. Ai làm cho em rồi biết mà, thoải mái vô tư lắm. Thợ là cũng phải ăn bánh canh tiền trăm một tô nha, tờ thanh đoàn á, đơn giản đâu. Đó, chủ lương là 15 triệu một tháng, chủ nhật mà bán được nhiều là cứ thưởng người 200k. Thấy biết không? Đó, đẹp tuyệt vời luôn, con này 35 triệu nha. Hôm nay em về con Vision biển số 8 này. C65433. Con này là chìa khóa thường, con này mới mua chiều không? Con này là phiên bản đời 2022 luôn nha. Ô, con này vào cặp phuộc nhá. Phuộc này gọi phuộc gì anh? Đó, phuộc này nhìn không biết, em cũng chả biết nó là cái phuộc gì đấy này. Nói chung là vào phuộc thôi. Màu xanh 9,5 triệu em ra sau. Cả nhà vào like và chia sẻ cho em với mọi người. Cảm ơn cả nhà nhé, mọi người cùng vào like chia sẻ. Con Vision này vừa về xong mọi người nha. Vision vừa về xong, bao đẹp luôn này. Con này vào cặp phuộc, giá rẻ như cho luôn nha. Em cam kết luôn. Thế mọi người là 13 triệu 900 ngàn đồng. 23 triệu 900 còn 23 năm. 23 năm cho Vision mẫu mới là cực rẻ luôn rồi này. Chỉ 23 năm tới cả nhà mình nhá. Quá rẻ luôn ạ. Rồi đây là có con Vision, con này thì thôi rồi, bao đẹp. Bên em là có mua bản trao đổi và có hỗ trợ trả góp nha. Jupiter Fin em còn một con màu bạc anh trai, có mua bản trao đổi và hỗ trợ trả góp luôn. Chỉ cần căn cước công dân không đổi xấu là góp được rồi. Cái màu sơn này là rin 100%, tem rin luôn nha. Đó, Vision bao đẹp cho cả nhà mình này. Không vết sẻ chê được luôn. Con này là lốp mới thay luôn. 11 năm dám nha mọi người, còn 10 triệu 900 ngàn đồng nha. Xe đời 2013 nhá. Anh thông cảm đi để em mút công em đi một dọc từ trong ra ngoài cho dễ làm việc ạ. Rồi anh này anh quan tâm nở vết quá nên là mình đi quay nở vết một tí nha. Bây giờ này anh comment quá trời đó. Cả nhà cùng vào like và chia sẻ cho em với ạ. Địa chỉ cửa hàng em là 465 ạ. Đường Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương nhá. Mua bán trao đổi hỗ trợ trả góp phải Đoàn ơi, 10 triệu không được em ơi. Dạ đây ạ, nờ vết của anh trai đây. Con này là 125 màu xám mà cam anh. Cái này là có một lớp keo ở ngoài nha. Ở trong của màu của nó là cũng tương tương này. Nhưng màu rin của nó là màu nhám. Đây có chữ logo còn trong luôn đây này. Đó, nhưng mà em thấy khách với dán khách bảo là Vision anh Dũng này. Con màu trắng. Con này biển 61G67830 ạ. Ôi rẻ cực kỳ luôn nha. Mẫu này là đời 18, 19 rồi đó. Con này đời cao. Ở đây là nó đang dán một lớp keo mọi người. Chắc cái màu rin của nó. Để em coi cái màu rin. Màu rin là giống cái màu này luôn. Nhưng mà nó là màu nhám. Nhưng mà khách người ta dán lên để chống trầy mọi người. Đây để em coi nào. Ủa cái này nó dán luôn rồi. Đây đây đây, đây. Cái màu rin của nó màu xám rồi. Nói chung màu rin nó đẹp, để em đột ra luôn đi. Màu rin nó đẹp lắm. Tại vì em trai mới chia sẻ là chị ơi em dán hết 1,8 triệu bạc. Nên là mình lột một miếng này cho mọi người biết cái màu đinh của nó trong nhá. Để mọi người dễ hình dung á. Không mọi người tưởng là trong trầy để sơn không có đâu. Con này còn đẹp lắm, màu đẹp lắm. Đây để em lột một miếng nhỏ này cho mọi người biết được cái màu đinh của nó nha. Chứ không bảo sợ là sai màu cái gì đấy. Không hề sai màu luôn.
còn rất là giống màu luôn nha. Con này là trông là màu xám đây, nó màu xám mà xám lông chuột đó. Xám này gọi là đúng nguyên bản của nó là màu xám cam mọi người. Đây, màu riêng của nó là màu xám này nha. Đó thì em chỉ lột cái miếng này thôi để cho mọi người biết được là ở trong cái màu riêng của nó như vậy, đúng màu luôn. Và xe cực kỳ mới và đẹp luôn mọi người nha. Đây, em lột miếng này thôi nha. Đây ạ, màu riêng của nó đây mọi người nhé, màu riêng đẹp lắm. Con này giá là 17 triệu 900 ngàn đồng, em dám còn 17 năm nha. Ô trời, nờ với 2017, 18 có 17 năm này. Hả? 2018 là Hai, nó bạc. hai, đấy thì em đây này, màu xám bạc đó, xám bạc cam đấy. Đó, tại vì chỗ này em nó mới dán triệu 8, mình cứ để vậy cho đẹp vừa bảo vệ xe luôn. Anh trai con này được không anh ơi? Con này giá là 17 năm anh ạ. À, ok luôn. Winner V1 139 trả trước 11 triệu được em nhé. Đây ok chưa? Quay kỹ này, thắng A bếp này, ốc tán này, chìa khóa thông minh này, đèn không vệ xước này. Đây nổ máy đồng hồ luôn, đồng hồ không hỏng này. Đó. Đèn còi xi nhan ok hết. 17 triệu rưỡi rẻ như cho đời ngay, 18 mua mới 5 6 70 triệu thua thật. Còn con này là màu đen 155. ABS luôn, chìa khóa thường 16 năm còn 15 9. Nói chung là quay vậy, còn mình muốn coi chi tiết thì cứ nhắn tin qua cửa hàng để chụp chi tiết cho mình nhá. Biển 77 Bình Định. Rồi đây là cận cảnh con AB 125 này. Mẫu này đời 2016 15 luôn nha. Đúng đắt luôn nha. Bên chỉ có trao có mà bên chỉ có trao đổi xe. À, bên lên Zalo thì bên chỉ có ỷ không trao đổi xe như đã nói. Ôi rồi. Đổi xe thì càng mừng nhưng mắc gì không đổi em, trời ơi. Đổi xe là lời hai đầu đó Đức ơi. Tại sao mình lại không đổi xe? Ví dụ lên Zalo thì em muốn đổi thì em phải chụp cái xe của em qua, chụp chi tiết cận cảnh, chụp cà vẹt. Rồi sau đó thì chị chụp xe của chị, hai bên trao đổi thỏa thuận được thì mình chốt đơn. Rồi đổi xe mới lời đó, trong kinh doanh mà. Lời vừa vừa bán được xe cho khách hàng mình lại mua thêm được một con. Nên là bây giờ mà nghe chữ đổi xe là chị còn mừng hơn vớ được vàng, chứ đừng nói là không muốn đổi nhé. Bán chịu, thiếu 1 2 triệu thì được Đức ơi. Làm sao có chuyện mà không ở ở live thì muốn đổi mà trong Zalo thì không ý muốn đổi. Thì giờ em muốn đổi thì em phải chụp hình xe chi tiết qua thì chị mới định giá được chứ. Em có nói muốn đổi mà hình ảnh không có thì đổi kiểu gì? Giờ mình muốn đổi bất cứ cái việc gì thì mình cũng phải gửi hình chi tiết qua, cà vẹt qua để xem cà vẹt thật hay cà vẹt giả, rồi xe của em định giá được bao nhiêu thì làm việc. Còn hỏi có đổi không chả nói cái gì nữa thì mình biết làm sao mà trao đổi và làm việc được ạ. À? Đó, bên em bán hàng à, quay like này, rồi ai chốt đơn là còn vào vào trong Zalo là chụp hình chi tiết nổ máy rồi sau đó mới chốt đơn. Nhà B xích còn 3 con, AB2 là 10 màu trắng, em còn 2 con anh ạ. Rồi đúng 215 tem zin luôn nha, bao đẹp luôn này, bao đúng AB màu đen nhám luôn nhá. Biển 59 2015, 18 năm xá lỗ còn 16 triệu 900 nha. 16 triệu 900. Đổi xe là còn mừng hơn mới được vàng, cả nhà công nhận không? Mình đổi xe thì mình vừa bán được cái xe của mình rồi lại mua được thêm một con, lại cứ lời. Em đây giờ mà nghe ai đổi xe là còn mừng hơn là đến mà đến đến mua không thật. Đây, con này AB này là phiên bản đời 125 213 14 luôn. Biển Sài Gòn. Con này giá là 16 năm còn 15 9 nha. Xe bao chảy luôn cả nhà mình. Cả nhà mà cảm thấy hình ảnh không rõ nét hoặc muốn xem chi tiết thì cứ nhắn tin về Zalo. Anh giới thiệu cho em con Noza đi ok đó. Nó ra với clip. Bác đi à? Bác đi lấy con AB này này. Không anh lấy con này 10, 12 triệu 900 này anh. AB 125 này. Anh đi thì đi AB nó ở bên Vision hoặc nô 5 đi, nô 5 nô 6 kìa. Nô 5 9 triệu rưỡi, 8 triệu 7, nô 6 triệu 8 triệu 9 đó. Ai à, chị đi à? Chị đi đi Vision nó. Cái này nam đi thì đẹp. Nôm ra rồi click. Con này thì nam đi đẹp chứ nữ đi thì nó hơi cứng tí. Con này giá gốc là 14 năm nha, em xả lỗ còn 12 triệu 900 này. AB 125 nha. À Vario 125 nhà em hôm nay về khá nhiều này. Một con này, hai con này, ba con, bốn con. Như vậy là Vario 125 nhà em còn 5 con nha. Màu vàng cát là em còn 1, 2, 3 con. Giá dao động từ 275, 285, 295.
Còn con này là đời 2021 này. Xe mới chạy 7.000 cây 31 năm còn 305. Đó. Còn con này là 150 nha. Trời ơi rẻ ơi là rẻ luôn này. 150 giá có 28 năm. Xe này là hồ sơ là thêm phí nha. Lưu ý cho em là tất cả giá xe em báo là chưa bao gồm phí sang tên. Anh giới thiệu con lít 14 năm được không? Hoặc là lít màu sữa kìa. Giới thiệu mấy con đó chắc mua đó. Con này đẹp lắm nha cả nhà mình ơi. Hiền ơi, ẹt 150 màu trắng 8.000 km còn không? Chiếc mẹ con nào anh nhỉ, Kinh Trung ơi? Quay thái 100 chỉ có 110 thôi. Rồi, rồi nha, để mình like xong rồi mình sẽ like con nam. Con phun trở lét luôn nha. Rồi, đây là con lít này. Lít này là đèn 2 tầng nha, màu trắng bao cọp bao đẹp luôn. Biển Sài Gòn chính chú nha. 59X374970. Chìa khóa thông minh cao cấp từ A tới Z luôn. Con này giá là 325 còn 32 này. Con này nó đắt hơn tại vì nó là chính chủ khí giấy biển Sài Gòn nha. Rồi em để qua phu trợ X luôn, phu trợ LED luôn. Hôm nay em về con màu trắng đẹp cho anh trai này. Coi chừng nhá. Con lại con đóng cái cửa này cho mẹ đi. Đóng cái cửa này lại. Con Fullet 49L18415 nha. Trời ơi con này là chính chủ ký giấy luôn ạ. Rồi ok anh trai, đến lượt ẹt của anh rồi đây. Chờ em tí anh trai nha. Bạn nào đang đi tìm kiếm một con footer. Con này đã lên quay ghi rất đẹp nha. Rất là đẹp luôn rồi. Và toàn bộ xe gắn keo 49 Lâm Đồng hay là gì nhỉ? Ờ Lâm Đồng đúng rồi. 49 là Đắk Nông hay là Lâm Đồng? Con này là keo nguyên con từ đầu tới chân luôn nha. Mẫu 2020 và đăng ký 2021-22 luôn. Giá cực rẻ luôn này. Keo nguyên từ A tới Z nha. Dàn chân này bao đẹp. 25 năm giá cho mọi người còn 23 triệu 500 một đồng. Màu trắng là đang hot hàng lắm các tình yêu này. Đó, vô đây này. Con này là đời 2021 màu xanh đen. Giá gốc là 22 năm giá còn 21 triệu 900. Một chiếc Fuix đầu váy còn đi nêm. Trời ơi, dàn áo thì em đã có giảm tuốt lại rồi. Bánh măng đĩa. Bao em thơm mẹ. Con này giá là 19 năm còn 19 đồng thơm mẹ cái đã. Ngoài cho con bị khóc. Uống miếng nước không? Học ngoan nha. Con này biển 61. Đấy, con trai đi học thêm đấy. Ngày mai mình mới nhận con Du nhà mình chốt 10 ngày nay rồi. Anh Đinh Sung ơi, anh mua xe gì ạ? Sao lại phải 10 ngày mới chốt đơn? Con này là Fullet biển 61K28422. Con xe gì vậy anh? Con màu đen nhám mà. Trời ơi, anh gửi em gửi cho anh hồi nào mà 10 ngày rồi anh mới nhận được. Con này giá thì anh chị em bà con là 25 năm còn 24 năm. Phu này cũng LED 71B68020. 21 năm còn 20 năm. Còn con này là 118 còn 11 năm này. Anh Đinh Trung ơi, anh mua xe gì mà cọc 10 ngày rồi giờ mới nhận ạ? Anh cho em biết với ạ. Để xem nếu em có trục trặc rủi ro thì để em còn biết lần sau rút kinh nghiệm anh trai yêu ơi. 11 năm nha, còn con này là dọn mới này. À dạ không anh ạ, nói chung bên em thì hầu như xe không có chỉnh chú đâu anh ạ. Chỉnh chú là phải kêu chú xe ra kỷ. Nhưng mà em nói thật với anh, bây giờ luật mới ấy, mua chỉnh chú rồi mà muốn kỷ giấy. Một là nếu mà chưa có vợ hoặc chồng thì phải về quê xin giấy độc thân. Còn nếu có vợ chồng ly hôn rồi thì phải có giấy ly hôn. Hoặc là vợ chồng mà kết hôn rồi phải có giấy kết hôn. Nên là rất là rườm rà. Nên đa số là bên em đều photo căn cước công dân chủ xe đầy đủ cho anh đi. Còn anh muốn sang tên, à anh gửi về Điện Biên. À ok. À rồi rồi em nhớ rồi. Đấy ngày mai người ta đưa tới cho anh à. Anh ơi vậy anh chịu khó ra làm nổ bình nhá. Em sợ là gửi cả chục ngày rồi bình nó hết rồi anh ạ. Dạ anh ơi. Anh nhớ là nếu mà không để được anh chịu khó đạp rồi ra kích bình cho em tí nhá. Tại vì xe đến 8-10 ngày rồi thì tại vì ở Điện Biên là nó phải từ Bình Dương bên em nó gửi ra Hà Nội. Hà Nội mới chuyển về về Điện Biên. Xong từ Điện Biên nó chuyển về anh thì nó hơi là mất mấy ngày luôn á. Dạ tại vì ở Điện Biên xa quá anh thông cảm nhá. Hy vọng là anh nhận được xe để hài lòng nha. Có gì thì báo cho em biết với nhá. Cảm ơn anh đấy mọi người thấy không? Nhiều khi em nói khan giọng mà người ở đây cũng không dám tin. Mà anh trai ở tận Điện Biên quá tin yêu em hiền luôn. Cảm ơn anh trai rất nhiều nha.
Phú Hai bán đồi mà cái sự đời nó lạ lắm. Để nguyên vậy không ai hỏi mà bán đồi là toàn người hỏi xe còn không. Cái con Phú Hai để quá trời ngày không ai mua mà bây giờ hỏi là sáng nay từ sáng giờ toàn người hỏi Phú Hai. Mà khi để váy thì không có ai hỏi, buồn ghê luôn. Thanh Đoàn ok, ngày càng ok, tuyệt vời, coi 6 năm nay mà vẫn thích coi. Dạ, em cảm ơn anh Ngô Văn Phò ạ. Anh ơi, Thanh Đoàn thì ok, nhưng mà đúng em hiền là hơi bị điêu anh ạ, em điêu lắm. Không hiểu tại sao mà bố thì hiền, mẹ hiền mà sinh ra em điêu. Người ta có câu là cha mẹ sinh con, trời sinh tình. Nhưng mà em điêu là đúng rồi, tại vì em là tuổi rắn á, mọi người cứ kinh nghiệm đi. Bản thân con rắn cực kỳ hiền dịu luôn, nếu không ai động vào nó, không chỉ cần sờ nhẹ nó cũng không có làm gì hết. Nhưng mà con rắn mà đã đụng nó đau rồi thì xin lỗi mọi người là cũng đi toi mạng luôn, thật đấy. Và em thấy là cái tính cách của em nó đúng giống như con rắn luôn. Ai mà đụng em một cái vào đuôi thì em cũng cắn như người ta vài miếng được, chứ em không để yên được. Đúng là tính cách con rắn. Nhiều khi mình không phải mê tín dị đoan mà đó gọi là thiên về cái tướng á mọi người. Gọi là tướng tướng nhân tướng vậy đó. Nhân tướng học á. Tính em là cực kỳ dễ tính luôn và rất rất là rõ ràng ai như thế nào, làm việc như thế nào, em không bao giờ để cho ai trong cuộc đời thiệt hết. Nhưng mà khách hàng mà nhiều khách mà tào lao quá là em quay lại em cắn ngay, em chửi ngay. Tính lại thật luôn, nhiều khi mình kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực mà mua bán là mình phải biết kiềm chế cảm xúc và cũng như là phải biết xử lý tình huống mà. Sao em vẫn dốt và em học mãi không được, thôi thì kệ, cha mẹ sinh con trời sinh tính rồi. Nên là nhiều em mất nhiều khách lắm. Bây giờ mà trời nắng như thế này 40 độ C mà cái nhà em toàn tôn không trần. Mà có nhiều bác hỏi từ 7 giờ sáng đến 10 12 giờ trưa rồi đến 4 giờ chiều chụp hết cả loạt xe mà không chốt con nào. Mà cứ hỏi tùm lum là kiểu gì cũng bị chửi, thôi bác đi mua chỗ khác kèm cái. Nhiều người bảo mày bị điên là mày bán xe mà mày đuổi khách dậy, nhưng mà sao mà thật ngu thật. Thiếu dòng em hiền ơi vui buồn già anh ạ, em vẫn cố gắng anh ạ, đợt này em nhiều việc lắm. Em vừa phải chăm con nhỏ, anh chị biết không, vừa phải chăm con nhỏ này, à, em biết là ai cũng có con ai cũng phải làm việc, nhưng mà đúng với em liền thật sự là áp lực luôn. Vừa phải live stream, em đâu có live YouTube đâu, em vừa live TikTok này. Ôi trời ơi, nói chung là nhiều khi nó bị áp lực mọi người ạ, áp lực lắm luôn á. Bây giờ em nói thật với anh chị em bà con đây, em đang có hai đứa con, một đứa là ba đứa, đứa đứa sau thì nhỏ mình không nói nha, đứa đứa thứ thứ nhất là 8 tuổi, đứa thứ hai 5 tuổi mà em không biết cách dạy luôn. Tức là em nếu mà bé, tại vì trẻ con mà nó đã biết nhận thức được đau, bây giờ nó hư mình đánh đánh một lần là mình đã sót rồi, mà mình đánh được càng sót, mà mình không đánh thì nó không nghe. Xong rồi hôm qua là vừa công việc áp lực xong rồi ôm cột nhà khóc, chồng hỏi sao khóc, bảo anh ơi em không dạy được con em khóc luôn. Thật sự là các bác tiền bối đi trước mà nhiều con đông con mà dạy cho nên người đúng thật là khó lắm mọi người ạ, không phải đơn giản đâu. F135 mà có 11 triệu rưỡi nhá. Đây khách hàng đang coi xe này, đang mệt đang ngồi kìa, ngồi tám với tí các bác đừng có chửi nha, nhiều bác cũng khó tính lắm, like share nhiều khi mệt mệt ra vào tâm sự tí là bắt đầu bảo like đi đừng có nói nhiều nữa. Rồi con này biển 47 nha, con này giá gốc là 16.8 còn 15.9 này, còn đây là phu 2022 biển số 94 255 còn 25 triệu đấy. Khách đang coi xe Thanh Đoàn, anh trai coi xe gì đây anh? Đây có con phu X em cũng vừa về này. Con này đẹp lắm, con này máy cực kỳ chất luôn. Ôi con phun NX này, nước sơn rin này. Con nhà anh và con nhà em, à, ý là đứa thứ mấy anh? Đứa thế à? Con là bé nhà anh, con bé trai là bé gái à? Con này là đẹp lắm luôn, tem đồ rin nha. Con này cọp lắm cả nhà. Ôi dù cái dàn lóc ốc này. Ôi con này cọp lắm chứ mình. Các mình yêu của em ơi, con này cọp nha. Con này cọp lắm luôn á. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Phu X bao cọp, dàn chân bao đẹp mà kiểu nó cọp. Không phải là cọp do dọn lại, đẹp dọn lại mà kiểu đẹp liền theo xe. Đẹp liền theo cái đời xe đó mọi người. Nói chung là em không biết miêu tả thế nào nhưng cực kỳ xuất sắc luôn. Tại vì xe này bản thân là toàn bộ xe dán keo. Và cái máy của nó cực kỳ chất luôn. Về Winner V1 139 chờ chỉ tí nha em, chờ chỉ tí đi. Gắng chờ chỉ tí đi. Con này chưa có bình em đạp nổ đây. Chạm nhẹ nổ ngay. Phút một nổ ngay không nghe tiếng, con này mọi người nhanh tay chốt này. À thế à, anh sinh nhà vợ, anh sinh trai là gái anh? Để cha ngoài ngoài đi bác ơi, để cha ngoài ngoài đi, mai mai mấy.
con này đẹp lắm nha, chốt đơn cho em đi, 18 năm, mất 518 triệu. Cả nhà nhanh tay chốt đơn cho em nha, chốt đơn cho em đi. Xe bao đẹp, bao êm, bao chảy luôn nha. À, thế là anh em mình giống nhau ha. Dạ, nhà em là rim là không còn con nào luôn. Cả nhà mình thấy là rim em bán chạy không ạ? Về bao nhiêu bán bảy nhiêu hết hàng luôn rồi. Con này đẹp lắm nha cả nhà mình. Bé được mấy ký rồi anh ơi? Bé nhà em là năm nay, à, tháng nay là được 8 kỷ 3 luôn á. Bú sữa mẹ 100% luôn. Ủa đẹp ghê luôn. Tem này. Con này tem rim không phải chọn lại nha. Con này mạnh dạn chốt đơn. Không đẹp, không êm, không ngon. Em không lấy tiền, em tặng cả nhà xe này luôn. Em khẳng định luôn. 18 năm cho em nha. Rồi con này thì là FI luôn rồi. Con này thì không phải bàn cái rồi. Không phải bàn cái luôn nha. Bao luôn cho cả nhà mình. Dàn chân, dàn ốc này. Đẹp lắm luôn á. 29 năm còn 28 năm rồi. Bạn này yêu cầu có ẹc 135. 135 ạ. Con này giá là 10 triệu 500 nha. Màu xanh GP. Biển 84K35009. 10 triệu 8 còn 10,5. Đây là ẹp biển 62. Ô cái bạn này thì một bài ca muôn thủa luôn. Bảo chị ơi em cọc lên em lấy. Nhưng mà em bảo là xe lớn tiền cọc 500 thì cọc được 1-2 ngày luôn. Rồi bảo thôi để em lên lấy. Rồi bảo em không lấy nữa. Rồi xe tỏi gì một trá trời lơi luôn. Xong rồi bảo chị ơi chị bán xe được rồi thì chị lại trả tiền cọc cho em đi. Cả nhà mua xe Thanh Đoàn nhiều, coi like nhiều biết nha. Bên em lưu ý cho em này. Đã mua rồi bán lại phải lỗ 10% xe. Đó, nhưng mà nếu anh chị em bà con đổi xe thì được đổi miễn phí 1 tuần nha. Mà cọc rồi mà không lấy là mất cọc cả nhà mình nha. Cọc 1 triệu 2 triệu còn mất chứ cả nhà, cọc đất 1 tí là cũng mất là mất à. Tại vì đó là nguyên tắc làm việc rồi mà mọi người. Cọc là sao? Có nghĩa là khách hàng người khác đến mua thì em không được bán cho bất cứ ai nữa. Đó mọi người ạ, đó là lý do tại sao mất cọc. Đó, rồi đây là con ẹc. Con này màu trắng đỏ đen đường đua, tem rin rất đẹp luôn. 69L13248 ạ. Trắng đỏ màu cực kỳ đẹp luôn. Con này biển số 17 năm, còn 17 triệu. Winner V1 biển 67 này, K60851, 148 em đến mọi người. Còn em lấy con này đi. Con này chỉ giá rẻ cho em 14 triệu luôn này. Winner V1 giá rẻ cho em 14 triệu luôn nha. Màu đen nhám đẹp này. Ờ, bác nào vừa hỏi Jupiter Phim nha. Ủa, vừa quay xong đấy thôi. Biển 84. 10 triệu 8 còn 10 triệu 500. Có đèn 2 tầng luôn ạ. Đây ạ, anh ơi, còn con 11 triệu 9 nữa anh nhé. Cả nhà coi like thì cũng nghe rõ cho em nha. Bên em trong quá trình mua bán em nói rất rõ ạ. Cả nhà mua xe đi 1 tuần không ưng ra đổi không lỗ nha. Còn nếu mà đã bán lại phải lỗ 10 đến 15% xe. Và đổi duy nhất 1 lần. Và đổi trong vòng 1 tuần. Đối ngang giả hoặc là rẻ cao hơn từ 1 đến 2 triệu là ok mọi người nhá. Ok bạn Trọng Nờ Tờ ơi, ok nha. Nhưng mà phải để lại căn cước công dân. Yofin 21 năm còn 20 triệu 9 ạ. À. Đây tiếp tục là ẹc màu đen nhám mâm cam. Mâm này mọi người không thích thì em sơn lại màu đen. Tại vì cái này không phải là mâm lô. Bản chất mâm nó là mâm rin. Nhưng mà người ta sơn lại màu cam thôi ạ. À. Dạ con này biển 73D19589 ạ. À. 16 triệu 800 em xá lỗ 15 triệu 900 nha. À anh Quỳnh ơi. Ok, đến lượt ẹc 155 của anh đây rồi ạ. À. Biển 38 nha. Hồ sơ thêm 1 triệu 8 đến 2 triệu. Tem 5 lượng xanh đời 21-22. Chiều khóa thường. Màu xanh kết hợp với màu xám. Bánh mâm và thắng địa. Bình đề đầy đủ và mọi chức năng đang hoạt động rất ổn định và ok. Dàn chân bao đẹp. Anh đến đây được test thử xe nha. Tem rin của anh đây ạ. À. Dạ, anh Ánh Phạm ơi. Nãy giờ toàn người hỏi mua phu 2 thôi. Hỏi nãy giờ cả mấy chục người rồi. Giá là 25 năm còn 23 năm nhá. Trời ơi con ẹc này, này. Vào bao tay gương kiểu, ốc kiểu. Tem rin này. Bánh mâm đĩa. Đèn kiểu này. Rất là đẹp. Tem rin nguyên con luôn cả nhà mình nhá.
71C39800 ạ. À, dàn chân kiểu rất đẹp luôn. Con này chốt đơn cho anh chị em bà con là 23 năm, giá 1 triệu còn 22 năm nhé. Tiếp tục là một con ẹc biển 65. Màu trắng đen bánh mâm đĩa biến thành phố Cần Thơ. 17,8 nha, em dám cho cả nhà còn 17.500.000 đồng ạ. À, dạ, nãy giờ toàn người hỏi anh ạ. À, anh chị em bà con đang theo dõi buổi live trực tiếp tại cửa hàng Thanh Đoàn nha. Nam ơi, có em trai có chơi gì Nam ơi? Rider Sonic gần tới, anh chờ em tí. Cả nhà vào like và chia sẻ cho em với nha. Anh ơi, gì đấy? Sao đấy? Bán lại mà ồn ào cái gì đấy? À, chứ Trùy Dương à? Ôi, đừng uống cái ly đó mẹ, nhiều người uống rồi đó. Cho con miếng nước. Phi Dương ấy là cắt nước, nắng thầy cảm giác một uống nước mà. Chát, hay ba bộ con binh cho làm nó tí. Thì đừng nói vậy đó. Trùy Dương ơi, con muốn uống nước à, nhưng mà báo cho con uống à. Giờ chăm con cái đứa sau là 7 tuổi, 7 năm rồi, giờ mới đến lại đây là nhiều nhiều cái mình quên luôn. Mọi người ơi, 5 tháng đã uống nước chứ mọi người nhỉ. Nhiều khi nói mẹ ba con mà giả vờ như thật sự là quên hết rồi. Tại vì đứa con sau nhà em bây giờ là 7 tuổi rồi, nên là 7 năm rồi giờ mới sinh lại. Giờ không biết là bẻ nhà em 5 tháng cho uống nước chứ ta. Trong này có ai đang làm mẹ không? Kinh nghiệm chia sẻ em quên mất tiêu rồi. Không nhớ luôn. Bú sữa mẹ thì làm gì mà đã uống nước mọi người nhỉ. Con này biển 83P88433. Con này màu này là màu cam đen đẹp lắm luôn. Đèn led ba quang nha. Tem zin nguyên bản, đầu nồi zin, con này giá rẻ mà sao không ai chốt ta. Con này để cho anh chị em bà con với giá là 21 còn 20,5. Bao đẹp, bao yên, bao chảy tem zin này. Đó, đẹp lắm luôn nha. Dạ, tất cả xe bên em là có sang tên nhưng mà phải thêm phí nha. Đây là cần cánh con ẹc màu đẹp xuất sắc luôn. Con này vớt 19 triệu, còn con 18 năm nó mới về kìa. Con này biển 68G93538 nha. Đây, bánh màu cam, tem màu cam. Nói chung phiên bản này là đẹp nhất của dòng ẹc, màu mà màu xám bạc đá lắm. Đời 21 năm 2 luôn rồi, 27 năm còn 26 năm. Còn con này là màu xanh và xanh xám. 60B773207. 22.900.000 em dám còn 20 năm nha. Đấy mọi người thấy không? Trong một cửa hàng. Dạ đúng rồi, lâu em quên luôn tại vì đứa thứ hai là 7 tuổi rồi. Thấy nó, thấy mẹ uống nước nó toàn đòi không? Màu xám xanh. Con này màu đặc biệt. 21 triệu. Đây là loạt Sonic Rider của em nhé. Cái con này màu đẹp ghê, giá hơi cao, biển 81295 bớt 529. Xe mới chạy được 5.000 cây à, mới tinh luôn cả nhà mình. Còn cặp Sonic là 295 còn 28 năm nha. Còn đây là con Rider biển 67 265 xá lỗ còn 25 năm. Xe mới nha, đời cao, đời 21 năm 2, đời cao không phải đời thấp đâu mọi người. Đời cực kỳ là cao luôn rồi. Tem đồ zin nguyên bản hết. Còn đây là có sa tia màu xanh. Bánh mâm đĩa nha. 22 năm còn 21.900.000. Còn đây là sa tia, con này đời 2022. 27 năm còn 26 năm, xe màu trắng sữa nha. Còn Sonic này là sơn 3D đời 22 luôn. Màu đẹp, màu đỏ candy. 295, 28 năm. Đó, con Rider này, Rider màu đá chưa? 23 năm còn 23 triệu đồng. Còn con Sonic này là 24 năm còn 23.900.000 nha. Mua xe góp khỏi đưa trước. Nói chung anh ơi, tại vì góp là qua ngân hàng nên là đưa trước hay không là tùy vào hồ sơ. Cái này thì anh phải lên cửa hàng em, bên em kiểm tra hồ sơ thì mới làm mới biết được à. Em có Sonic biển 95 này. 23.900.000 giảm giá còn 22 năm nha, biển 95. Winner V1 thì em còn nhiều này. Đó, à hình như là cái con 13.900.000 nãy giờ bạn này bán chờ nãy giờ luôn này. Đây ạ, Winner V1 13.900.000 đấy nhé. 13.900.000 cho con Winner V1 nha em ơi.
Xe này chẳng qua mua rẻ bán rẻ không có đâu. Con này biển số 76 chính chú ký giấy 14 năm còn 13 chín này. Đó, đây nhà em còn rất nhiều màu. Nếu mà cả nhà thực sự quan tâm Winner V1 thì vào trong Zalo, cái số điện thoại đang chạy ở trên màn hình á, mọi người nhắn tin là cần coi Winner V1 màu gì đấy hoặc là tất cả các màu thì em sẽ chụp cho. Tất cả Winner V1 thì 13 9 đến 15 đồng. Tùy vào đời xe, màu xe, đồ đẹp của xe, em còn tầm khoảng 15-20 con Winner V1 nhé. Nên là em cũng không thể nào em quay từng con một được, cả nhà cứ mạnh dạn nhắn tin về Zalo ạ. Số điện thoại đang chạy trên màn hình. Dạ đây Vision đây ạ. Vision thì bạc ngàn, biển 36, 21 năm còn 20 năm, phiên bản chìa khóa thông minh, màu đen nhám nha. Phía sau để từ từ để like cái đấy nha. Không có like tùm lum mệt lắm, trời tí đã còn sớm mà. Trời trời tí để like phía sau đi, chứ để tùm lum nông like lại mệt lắm. Ở con này đẹp lắm nha, con sớm mà. Con này chốt đơn là 20 năm, còn đây Vision em còn rất nhiều màu này. Đó, Vision quá trời luôn. Con này màu xanh, biển số 18 nha, 16 năm còn 14 chín. Biển 36 là 18 năm còn 18. Con này là đời 2022 này, 26 năm còn 26. Mình trồng nờ tớ ơi, quay ký em không quay hết được, bạn nhắn tin về Zalo đi nha. Bạn nhắn tin về Zalo để làm việc chứ giờ mình quay từng con một mà ký quá là không có thời gian đâu, bạn thông cảm cho mình đi ạ. Không phải mình khó khăn nhưng mà tại vì ấy, thời gian không có mà xe còn nhiều quá bạn ơi. Đây Vision nhà em còn 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, gần 20 con Vision. Thì giá mà đời cũ thì tầm khoảng 9 triệu rưỡi đến 11 triệu. Còn mọi người mua mẫu mới là từ 14 triệu 9 cho đến 25 triệu nha. Ở đây cần cánh có con lít biển 61 này. Đấy con này là keo nguyên con em vừa lột luôn. Màu đỏ đô keo nguyên con vừa lột luôn, bao đẹp cho cả nhà mình. 14.8 còn 14 năm nha, bao chảy bao êm cho cả nhà này. Rất là tuyệt vời luôn ạ, à. Con này là cực kỳ đỉnh luôn. Keo nguyên con nha. Lít này là 5 triệu 900. Con này là đời 2022 này, 39 còn 29.9 nha. AB này, AB mẫu này là em còn 2 con, 2 màu, 27 năm còn 26 năm, 30 năm còn 29 năm. Đó. AB biển 67, con này là 4 van, 33 năm. Nhám còn 32 triệu 900. AB màu đen nhám này. Đen nhám màu này là hot cực kỳ này. Màu này là về bao nhiêu bán bảy nhiêu nha. Màu này là em bán chạy lắm cả nhà ơi. Về bao nhiêu bán bảy nhiêu. Con này mang biển 61 này, 29 năm, giá 1 triệu còn 28 năm nha. Đó, đây còn có Vision này, SH này. SH em còn rất nhiều nha. Đó, mọi người thấy không ạ, rất nhiều mẫu luôn. Đây là dòng basic của nhà em. Anh ơi, AB anh muốn mua đời nào ạ? Còn ít trên em nhường like lại cho anh Đoàn nhá. Anh Đoàn phải hỗ trợ mọi người like tiếp nha. Anh xuống anh like giùm em. Like hai con này thôi xong rồi xuống dòng Nvic là like được, AB like được, phải xuống đích viên. Đây Vision này biển 61, 18, 9 còn 18 năm, con này bao cọp. Con này biển 18, 16, 9 còn 16 năm. Con này chưa được hơn rồi. Rồi đây là có ba con Rider này. Đấy từ đây tới đi anh Đoàn ơi. Rider thì con này là 10.5 tem rin nha. Con này là Rider nha. Rider này là 13 năm còn 13. Con kia là 11 năm còn 11. Đây em có con Vision biển 95. Con này là phiên bản mâm cao nha. Mâm cao cấp luôn. Đây cả nhà thấy cái mâm cao này. Con này màu đen mâm cao đây. Con này mấy tiền ta? 26.9 nha. Còn 26 năm. Dừng giữa cái chân giữa phụ trợ này. Sao mà đi về đang like mà cứ đế tùm lung nhỉ. Cái khúc này like rồi cũng đậu che tùm lung, từ like xong rồi thích đấy gì đấy.
AB đây còn nhiều lắm mọi người nha. Đây phu biển 659 này. Con này 15.9 còn 15 năm. Bánh mâm đĩa xe đẹp. Con này đấy mọi người 15 triệu luôn, biển 59 15 triệu. SH vừa về luôn cả nhà mình ơi. Con này là màu đỏ. Con này phiên bản mâm cao cá tính biển 71 nha, xe cọp luôn. Xe này màu bóng bao đẹp luôn này. Mâm cao luôn nha. Con này giá gốc là 28 năm, giá còn 27 triệu 500 ngàn đồng nha. Rồi đây anh Đàn, anh like con ABFI đi, mấy con này mình like hết rồi. ABFI màu trắng nó xuống như này. Lúc này làm gì? Rồi tiếp tục em có một chiếc siêu phẩm AB 2010 FI phun sang điện tử nha, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Màu trắng bạc này, màu này là cực kỳ hiếm trên thị trường luôn cả nhà nha. Lâu lâu thì mới có một em thôi. Riêng màu đen, màu đỏ thì đầy, còn màu trắng này là rất hiếm nha. Rất cọp, rất mới luôn anh chị em ơi. Cực nét luôn. Con em đang chốt giá là 13 triệu 800 và em sẽ bớt còn 13 năm này. Cực chất luôn nha mọi người. Đấy. Với cáo luôn. Đây, kế bên đây, tương tự đây cũng có một con màu trắng bạc đấy này. Trắng bạc đỏ, máy chất, zin nguyên bản luôn nha. Cái này dàn áo thì nó có tút này mấy tiếu màu đỏ này. Phối màu cho nó nổi bật thôi. 64 Vĩnh Long nha. Con này giá 13 năm, em sẽ bớt còn 13 triệu đồng. Cực kỳ đẹp, máy cực kỳ êm luôn nha mọi người. Đấy, AB 110 FI phun sang điện tử nha. Còn đây là AB 2010 đã lên phun thái đây. Con này đã lên thái màu đen cam. Đấy nha. Hai đèn này là đã lên thái rồi. Cực kỳ đẹp luôn, 15 năm còn 14 triệu 9 này. Đấy, 14 9 nha, AB lên thái này nha. Rồi còn đây là mùa đây, tiếp tục một chiếc AB 2010 FI nữa đây. Biển 62 Long An. Con này 12 triệu 500 bớt còn 12 triệu đồng. Máy êm, áo đẹp nha. Áo có dầm lại rồi mọi người. Rất mới luôn nha. 12 triệu đồng, 12 năm còn 12 triệu này. Rồi còn đây là dàn AB đầu bò nha mọi người. Đây, AB đầu bò. Đây, còn hai hàng đây này. Đầu tiên là con 60 này. Rất cọp luôn. Màu đen xám này. Máy móc zin nguyên bản. Dàn áo đẹp, êm ru. Con này giá 11 năm bớt còn 11 triệu đồng nha mọi người. À, anh Thành từ FC FI Phú X FI. Còn một chiếc đấy, cọp lắm. Con 29 năm còn 28 năm đấy. Biển 83 màu đỏ bạc rất đẹp nha Thành từ nha. Còn hai chiếc sang cơ màu xám với lại màu hai con màu đen xám nữa, hai con sang cơ. Thì tầm 18 năm. Còn FI thì con cọp thì 29 năm còn 28 năm nha Thành từ nha. Dạ, AB 150 còn anh ạ, AB 150 còn 3 chiếc. Một chiếc màu đen bóng này, 32 năm này. Rồi một chiếc xám xanh nhám ấy, bản đặc biệt ấy, 33 năm. Còn hai chiếc màu xanh nhám đấy, 11 chiếc màu đỏ đô. Cũng 33 năm luôn nha, ỏ hồng nha, hồng ỏ nha. AB 2014 15 em cũng còn 4 năm chiếc đây. Bao gồm màu trắng xám này, màu đen nhám này. Rồi màu đỏ đen này. Rồi màu đen xám lông chuột này, đang còn 4 năm chiếc này. Dao động rẻ nhất là tầm 13 triệu rưỡi cho tới 16 năm anh nhá. Anh Nghĩa Hà nhá. Rồi tiếp tục một chiếc AB đầu bò nữa, biển 93 Bình Phước. Đây, con này máy êm, áo cũng đẹp liền lạc cho mọi người. 9 triệu 8 còn 9 triệu 500 nghìn đồng này. Rồi đây là AB đầu bò biển số 17 ở Thái Bình nhé. Đây. Màu đen. Áo đẹp, máy chất nha mọi người. Con này em sẽ like bớt cho cả nhà 9 triệu 500 còn 8 triệu 900 luôn nhá. Đây, 9 triệu rưỡi còn 8 triệu 9 này. Biển số 17 nha, Thái Bình nha mọi người. Rồi, màu đỏ bạc. Em này biển số 93 Bình Phước. AB đầu bò. Giá chốt đơn 9 triệu 8 còn 9 triệu 500 này. Rồi biển 70 màu đen bạc. Con này là 10 triệu đồng bớt 300 còn 9 triệu 700 nghìn đồng này. Rồi biển số 17 này. Lại là 17 nữa này mọi người. Màu đỏ bạc. 9 triệu 8 còn 9 triệu 500.
Đấy, AB đầu bò còn khá là nhiều nha. Rồi con này biển số Sài Gòn 9.8, còn 9.500 luôn. 59 Hồ Chí Minh, màu đen bạc luôn nha mọi người. Rồi siêu phẩm màu đồng sơn 3D cao cấp biển 60 Đồng Nai, 10.800.000 đồng, bớt còn 10.500 nha cả nhà. Đấy, con màu đồng sơn 3D này rất đẹp nha. Rồi, đây là một chiếc màu đen xám AB đầu bò, 9.8, còn 9.500 luôn. Rồi, đây là Vision nha mọi người, Vision đời đầu và Click. Rồi, đầu tiên là con Vision màu đỏ bạc đời 2012, 86 bình thuần này. Em này 11.300.000, em sẽ giảm giá còn 10.800.000 đồng nhé. 10.800.000 cho em màu đỏ này. Rồi con màu xanh đời 22 luôn, biển 72 Vũng Tàu, 9.8, em giảm còn 9.500.000 luôn nha. Tất cả là máy zin êm, dàn áo có giòn lại nha mọi người. Những con màu xanh này là áo sơn lại nha. Rồi Honda Click biển số 60, xe đẹp máy chất này, 10.800.000 đồng nha. Honda Click cho mọi người, xe cực kỳ đẹp rồi, 10.8 còn 10.500 này. Rồi biển 59 Hồ Chí Minh, tất cả hai con này đều đời 21, đời cuối cùng có tem râu thôi nha mọi người. Con 59 này là 11.300.000, em giảm còn 10.800.000 đồng. Rất đẹp, rất mới luôn, Sài Gòn nha. Rồi con em này đời 2010, biển số 68 Kiên Giang, Tân Hiệp Kiên Giang. Đây, con Click này em chốt giá chỉ có 7.900.000 đồng thôi nha. Rất rẻ cho em Click này rồi nha cả nhà. Đấy, màu đen này, 7.900.000. Anh nghe rồi. Lúc. Rồi anh con. Rồi con đây một loạt Jupiter FI nha mọi người. Đầu tiên là màu trắng đỏ đen. Con này đời 2019, 16.000, bớt 1.000 còn 15 này. Còn con này đời 2018, 15 năm còn 15 anh nha mọi người. Màu xanh đen GP. Rồi con màu trắng xanh này là đời 2017, biển 38. Em này 12 năm còn 12 này. Tất cả máy đều zin êm nha cả nhà. Êm ru luôn. Rồi hai chiếc ẹt xuống áo là 2010. Biển số 59 này là 17.800, bớt cho mọi người còn 17.000.000 đồng nhá. 17.000.000 đồng cho em biển Sài Gòn này. Rồi kế bên đây là em này biển số 70 Tây Ninh, cũng ẹt xuống áo rồi, dàn áo mới thay như mới luôn cả nhà ơi. 16.900, bớt còn 16.000.000 đồng nha cả nhà. Đấy, đây là hai em ẹt xuống áo nha. Anh chị em nào quan tâm dòng xe nào thì vui lòng gọi điện trực tiếp bên thanh toán nha. Số điện thoại và địa chỉ cửa hàng được chạy dưới góc màn hình mọi người ơi. 0967424911 nha. Địa chỉ cửa hàng là 465 Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương nha mọi người. Đấy, bên em chuyên mua bản trao đổi tất cả các dòng xe máy cũ luôn cả nhà ơi. Quý khách mua xe được bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm, đổi lại trong vòng 1 tuần miễn phí nha. Đấy, có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng luôn. Rồi em có một chiếc Mio. Mio bùng nha, bánh mâm phanh đĩa, máy zin êm, áo đẹp, biển số 61 Bình Dương này. 5.900.000 bớt 200 còn 5.700.000 đồng nha. Rồi em có một chiếc Luviat FI biển số 66 Đồng Tháp, màu đỏ đen GTX. Con này đời 2014, dưới giá là 8.500.000 bớt 500 còn 8.000.000 đồng này. Rồi một chiếc Novo 5 cọp nha, dàn áo vừa lột keo, biển số 61 Bình Dương nha mọi người, màu đỏ đen. À, con này áo vừa lột keo như mới này, máy móc nguyên zin, êm ru luôn, giá 8.800.000 bớt 300 còn 8.500.000 đồng này. Novo 5 cọp nha mọi người. Rồi kế bên đây cũng có một siêu phẩm Novo 5 biển Sài Gòn 59 nha. Em này màu xanh đen GP, như mới luôn, giá là 9.800.000 mà bớt còn 9.500.000 nha. Còn màu trắng xanh thì cực đẹp nha cả nhà ấy. Rồi một em Novo 6 này, màu đỏ đen. Em này biển số 18 Nam Định, 9.500.000, em giảm giá còn 9.000.000 đồng. Rồi Novo 6 biển 73 màu xanh bạc GP, máy zin êm áo đẹp nha, gương theo xe mọi người ơi, 9.800.000 giảm giá còn 9.500.000 đồng này. Đấy. Rồi, một loạt
ra nút nha. Ở đầu tiên em bảo một con Noza. Noza màu trắng này. Máy móc zin êm, áo đẹp nha, áo có giòn lại mới tinh luôn mọi người, biển số 68. 9 triệu 500 giảm giá còn 9 triệu đồng nha, màu trắng rất mới luôn cả nhà ơi. Mới tinh luôn. Một loạt da nớt này, con này đời 2022 mẫu cũ. 77 Bình Định. Phiên bản đặc biệt nha, limited. Màu đỏ nhám, em này chốt đơn với giá là 19 triệu 500, bớt còn 19 triệu đồng nha, lưu ý đời 2022 luôn nha mọi người. À, Sonic nó nằm ở khúc trên rồi nha, Linh Lê nha. À, City em đang có một chiếc City nha, Trí Thức nha. Đây City ngay đây. Quay tranh luôn. City giòn kiếng luôn nha anh ơi. Đây, con này là đã giòn mới nguyên xe rồi, giòn kiếng luôn. Biển số 66 Đồng Tháp này. Một cặp mâm zin nha, mâm City zin luôn đấy. Thủ kiếng, đầu kiếng này, máy thì cực kỳ êm, khỏi phải bàn này. Xe đã giòn tới cửa này là máy phải êm rồi nha. Đồ còn theo xe nha mọi người. Em đang chốt đơn với giá là 10 triệu 900, giảm giá còn 10 triệu 500 nghìn đồng cho em con City giòn này, giòn kiếng này nha. Rất mới luôn. Anh Trần Mỹ Tâm mua xe tên giả em đang báo đấy là chưa bao gồm phí hồ sơ nha chị. Anh Trần Âu Mỹ nha. Còn muốn rút hồ sơ mình phải thêm phí từ triệu 8, 2 triệu rồi. Rồi còn ship xe thì tùy nơi nha, mỗi nơi nó một khác chị nha. Có gì anh quan tâm thì gọi điện trực tiếp bên thanh đoàn sẽ chụp hình này, báo giá cho chị luôn, báo bao gồm giá hồ sơ và giá ship xe luôn chị nhé. Rồi em một chiếc Ly 110 đời 2012 đã chống tắt máy luôn, màu trắng sữa, gọi là màu hột gà đấy nha. Biển số 29 thủ đô này. Máy zin êm, áo cực kỳ đẹp luôn rồi. Phiên bản đã chống tắt máy luôn. 9 triệu 500 nghìn đồng em giảm giá còn 9 triệu đồng cho mọi người. Ly 110 nha. Rồi tiếp tục là Janus đời 2019 khóa thông minh. Phiên bản limited khóa thông minh nha, màu trắng xám xanh. Em này chốt đơn giá 15 năm giảm 1 triệu còn 14 triệu 500 nghìn đồng cho em Janus này luôn. Rồi tương tự đây cũng 15 năm còn 14 năm cho mọi người này. Đời 2019 phiên bản màu bồ đồi xanh bồ đồi nha. Khóa thông minh luôn. 14 năm. Rồi đây là Janus mẫu 2023, biển số 47 Đắk Lắk màu đỏ tươi này. Cực kỳ chất nha mọi người, phiên bản chìa khóa thường. Em này em đang chốt đơn với giá là 19 năm, em sẽ giảm giá còn 19 triệu đồng. Đấy, cực rẻ rồi. Xe này mua mới vẫn đang còn 31, 32 triệu nha mọi người. Rồi tiếp tục em có một chiếc Sirius màu bạc xám xanh, phiên bản 2020-2021 nha. Em này biển số 69 Cà Mau này. Với giá chốt đơn em này là 10 triệu 500 nghìn đồng nha. 10 triệu 500 cho em Sirius cọp này nha. Rồi em có về một chiếc RSXFI mẫu Sport này. Trắng đen, xám. Con này đời 2022, bánh mâm phanh đĩa, biển số Thành phố Hồ Chí Minh. Ô đô mới chạy được 9.000 km thôi nha. 59V3 71857 nha. Con này em đang để giá với giá là 17 triệu 500 nghìn đồng, bớt 500 còn 17 triệu đồng cho cả nhà nha. Chụp cho em AB 2021-22. Dạ từng xe. Rồi ok Dũng Lê nha. Em bấm bên Zalo đang chụp hình cho. Đang còn đủ đời luôn. 20-21-22 có đủ luôn nha Dũng Lê nha. Rồi nô 4 này đã chốt rồi. Rồi em có một chiếc Rider sang cơ. Giá siêu rẻ luôn. 10 triệu 500 bớt còn 9 triệu 900 nghìn đồng cho em Rider sang cơ biển 83 Sóc Trăng này nha. Thiếu mất bộ tem thôi nha mọi người. Đấy. Rồi đây là quay thái giòn kiếng này, giòn tâm huyết luôn, tiền giòn là 20 mấy 30 triệu nha mọi người. Quay thái 110, biển số thành phố luôn, giòn full mới từ trong ra ngoài nha mọi người. Giá 28 triệu bớt 1 triệu còn 27 triệu đồng này. Rồi quay alpha là lốc ngang, lốc trắng này, biển số thành phố luôn, màu đỏ tươi. Em này zin nguyên bản luôn, đầu nồi zin. Dàn áo đẹp nha mọi người, dàn áo cực kỳ đẹp rồi, liền lạc từ đầu tới chân luôn. Đấy, ốc 8 sáng trưng. Đầu nồi zin nha, em này giá 14 triệu 900, em giảm giá còn 14 triệu 500 nha cả nhà. Xe cực phẩm luôn nha. Rồi quay S110 nữa đấy, ngoài quay rồi. RSX sang cơ, đời 2010, biển số 39. Màu đỏ đen thực chất nha, giá 8 triệu 9, bớt còn 8 triệu 500. Rồi con màu xanh này, biển 36 cũng đời 2010 luôn.
Em này chốt đơn giá 7.900.000, còn 7.500.000 đồng cho cả nhà luôn này. RSX luôn nha. Rồi quay S50 biển 36 này, 7.800.000 bớt còn 7.500.000 đồng cho cả nhà này. Rồi quay S50 nha. Rồi tương tự đây cũng 7.800.000 còn 7.500.000. Quay S50 luôn màu đen biển số 38 Hà Tĩnh này. Rồi cảm ơn anh Lê Dũng nha. Anh sắp xếp thì chạy lên quất một em về đi nha anh Lê Dũng nha. Rồi đây là một cặp RSXFI mẫu 2022 nha mọi người. Con một con màu đen xám và một con màu trắng đen. Hai con đều bánh mâm phanh đĩa cực chất luôn. Ô đô con này là 6.000 cây này. Ô con này 9.000 cây này. Như mới luôn. Đồng giá 17.500.000 và em sẽ giảm giá 500 còn 17.000 đồng mỗi em nha. RSXFI nha mọi người. Lưu ý RSXFI. Xe mới trên thị trường bây giờ 28-29 triệu nha cả nhà. Rồi em xin like một chiếc Way Alpha. Gần như là một trong ba chiếc cuối cùng tại thanh đoàn nha. Way Alpha 110. Đợt này bán cực kỳ chạy hàng Way Alpha 110 nha. Em này đời 2018 biển 73 Quảng Bình. 11.800.000 bớt 300 còn 11.500 nha cả nhà nha. Rồi đây là Way S100 phiên bản Thái nha. Lốc bạc này. Đầu nồng ống hơi, giòn kiếng nha mọi người, giòn kiếng luôn này. Bánh mâm luôn nha. Em này giá 12.500.000 bớt còn 11.500.000 này. Rồi quay kiếng nha, quay giòn kiếng biển 52. Mâm màu cam phuộc này, đầu lằng nha. Tất tần tật giòn kiếng hết nha. 7.800.000 còn 7.500.000 cho cả nhà luôn. Rồi quay A100 này, bạn nào vừa hỏi này. Khánh bao này. Quay 100 đời 2015 biển 69 Cà Mau. Xe cực kỳ đẹp nha, máy cực kỳ êm. Zin đầu nồi zin luôn. 11.300.000 còn 10.800.000 đồng này. Màu xanh nha. Còn con màu đỏ này là có giòn cặp lốc này. Dàn áo phía trước có dằm qua. Máy móc đầu nồi zin biển 64 Kiên Giang. Đăng ký 2016-17 luôn. Mẫu cuối cùng rồi nha. Bô xuống này này. Bô đen có cục mỏ xuống này. Mẫu cuối cùng của dòng quay A100 nha. Con này 11.500.000 còn 11.000 đồng nha cả nhà này. Đấy, tiếp tục là một con quay Alpha 110. Em này mẫu 2021 biển số 36 Thanh Hóa nha. Màu xanh bạc, máy zin êm cực chất. Con em sẽ chốt đơn với giá là 13.500.000, giảm giá còn 13.000.000 cho cả nhà nhé. Rồi con Way Alpha 100 đời 2011, 88 Vĩnh Phúc nhé. Máy móc nguyên zin, áo đẹp này. Con này giá 8.900.000 bớt còn 8.500.000 đồng cho cả nhà. Dòng này rất êm, máy cực kỳ chất nhé. Rồi tới đây là Way Blade nha. Một chiếc Way Blade đời 2017-18 màu trắng biển số 67 An Giang với giá 8.700.000 còn 8.500.000 này, máy móc nguyên zin áo đẹp. Rồi con Blade này đời 2015-16 này, xe cực kỳ đẹp luôn, biển 61 Bình Dương. Em này cũng chốt đơn với giá là 8.900.000. 8.900.000 nha, Way Blade. Và không quên bớt cho cả nhà còn 8.700.000 đồng nha. Lưu ý nha mọi người. Em viết luôn. Rồi phía bên đây là Way Blade đời 2018, bánh mâm phanh đĩa này, màu đen xanh, đen nhám nha cả nhà. Em này chốt đơn 11.000.000 đồng này. Con Sirius FI biển 79 bán rồi nha Nguyễn Lợi nhá. Rồi tiếp tục em có một chiếc Blade biển số 60 Đồng Nai. Em này 10.000.000 đồng nha, bớt còn 9.500.000 này. Rồi Blade biển 68 Kiên Giang, phiên bản kỳ đặc biệt luôn nha, Racing. Tem zin nha mọi người, trắng đỏ đen phiên bản đường đua nha, Racing. 68 Kiên Giang, 12.500.000 còn 12.000.000 đồng này. Rồi một cặp Future 1 đây, màu xanh này là 10.500.000 bớt 1.000.000 còn 9.500.000 nha. Máy móc êm, dàn áo liền lạc, dàn chân đẹp nha. Rồi còn con màu đỏ này là 13.500.000 bớt 1.000.000 còn 12.500.000. Con này là đầu nồi làm và dàn áo thì thay mới nguyên xe, giòn mới rồi nha cả nhà. 12.500.000 nha. Rồi một em Way Blade đời 2021, biển số 66 Đồng Tháp này, màu đen nhám bản đặc biệt. 13.800.000, giảm giá còn 13.500.000 cho cả nhà đây. Way Blade nha. Mô tô mọi người ơi, Benelli 170 phân khối, đời 2022, chạy 5.000 cây, biển số thành phố ngay chủ ký giấy luôn. Em này 20.500.000, giảm giá còn 20.000.000 đồng nha mọi người. Hết giá luôn, xe mua mới 60.000.000 nha mọi người. Bây giờ chỉ còn 1/3 giá này, trong khi mới đi được 5.000 cây thôi nhá. Như mới luôn, anh chị em nào mua mới thì nên cân nhắc nha mọi người. Lời được rất nhiều tiền nha. Còn đây là Suzuki GSX phiên bản branded nhá.
biển số 84 Trà Vinh. Đây con này chốt đơn 33 năm giảm giá còn 32 triệu đồng nha cả nhà. Máy móc nguyên zin áo đẹp nha. Còn đây là một loạt Sirius Sanker và Sirius FI nha mọi người. Bao la Sirius thôi, dao động từ 8 triệu rưỡi cho tới 13 năm 14 triệu nha mọi người. Đang có rất nhiều Sirius nha mọi người ơi. Đây đầu tiên là một chiếc xanh Heineken biển số 36, em này giá 11 triệu đồng, giảm giá còn 10 triệu 500 nha cả nhà. Xe gì anh ơi? Dạ 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 ok anh nhé. Rồi phiên bản siêu phẩm Sirius đời 2022, toàn bộ xe sơn 3D cao cấp, phiên bản Ducati này, mâm kiếu này, dàn áo 3D nha, rất mới và đẹp luôn nha cả nhà ơi. Đây quay kỹ cho mọi người dàn mâm này, con này mới chạy 6.000 cây 2022 như mới luôn, 14 triệu 800 giảm giá còn 14 triệu 500 nghìn đồng cho cả nhà. Xe cực kỳ đẹp và cực kỳ mới luôn. Rồi con này biển số Sài Gòn đời 2013 nha, 59X2 8 triệu 9 giảm giá còn 8 triệu 500 nghìn đồng, phiên bản RC bánh mâm phanh đĩa này. Lưu ý nha mọi người, con này 8 triệu rưỡi thôi, 8 triệu 7 bớt 200 còn 8 triệu rưỡi, 8 triệu 9 nhé, còn 8 triệu rưỡi này. Rồi con này đời 2022 biển số 38 màu đen nhám, mâm đĩa luôn, phiên bản đặc biệt cực chất nha cả nhà, 13 triệu 500 bớt còn 12 triệu 800 nghìn đồng cho em này. Mọi người nhanh tay chốt đơn nha. Em này mẫu 2022 màu xanh, bánh mâm phanh đĩa luôn, biển 74 Quảng Trị này. Giá em nó là 14 triệu 500 và em sẽ giảm giá còn 14 triệu đồng nha. Lưu ý đời 2022 bánh mâm phanh đĩa luôn nha cả nhà ơi. Đây còn bao la rất nhiều xe nha. Rồi con màu cam đen RC 2019 này, biển số 66 Đồng Tháp. Em này giá 11 triệu đồng bớt 200 còn 10 triệu 800 nghìn đồng nha. Cam đen. Rồi phiên bản RC biển 86 Bình Thuận này, bánh mâm phanh đĩa. Em này 9 triệu 500 giảm giá còn 9 triệu đồng nha cả nhà. Bánh mâm đĩa luôn nha. Đây là một loạt Sirius FI nha mọi người. Biển số 36 này là 10 triệu 500 này. Trong đó bán hết rồi anh ơi, từ đây ra thôi. Ở khúc trong đó em bán hết rồi. Rồi biển 38 này, RC 2015 8 triệu 9 còn 8 triệu 500 này. Rồi tiếp tục RC 2016 biển số 36 Thanh Hóa 9 triệu 500 còn 9 triệu đồng này. Còn em RC biển số 67 An Giang này là 14.3 nha, và giảm giá còn 13 triệu 800 này. Rồi em này biển 70 giá 10 triệu 500 giảm còn 10 triệu đồng này, Sirius FI luôn nhá. Em có một chiếc Jupiter MX nha mọi người, mắt cú này, đầu lồng ống hơi luôn, bánh mâm thanh đĩa máy zin, biển số 61 Bình Dương. Em này chốt đơn nha mọi người, giá 9 triệu 800 và giảm giá còn 9 triệu 500 nghìn đồng nhá. Jupiter MX máy Thái nha mọi người, đây đầu lồng ống hơi máy zin luôn này, cực chất luôn nha, dàn áo đẹp liền lạc luôn, 9 triệu 8 còn 9 triệu 500 nghìn đồng nha. Rồi mọi người đang theo dõi live trên kênh của xe máy Thanh Đoàn nha, được phát trực tiếp tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Địa chỉ cửa hàng là 465 Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bên em chuyên mua bán và trao đổi tất cả các dòng xe máy cũ nha mọi người. Rồi bên em có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng, điều kiện trả góp là phải trên 20 tuổi và dưới 60 tuổi nha, không bị nợ xấu. Tùy hồ sơ từng người mà mình có thể trả trước hoặc không trả trước, trả trước ít, trả trước nhiều nha mọi người. Tùy hồ sơ từng người nha. Ai mà chưa từng mua góp thì bắt buộc phải trả trước này. Còn ai mà đã từng mua góp rồi có hồ sơ sẵn mà trả tốt thì nó sẽ ưu tiên cho mình, không cần trả trước nha mọi người. Rồi anh chị em nào quan tâm dòng xe nào vui lòng gọi điện trực tiếp bên Thanh Đoàn. Số điện thoại 0967424911. Bên em sẽ kết bạn và tư vấn chụp hình qua Zalo nha mọi người, chụp hình chi tiết từng xe một. Rồi ai ở gần thì đến trực tiếp cửa hàng mình chốt, còn ai ở xa thì chỉ cần đặt cọc, bên em sẽ ship xe tận nhà nha mọi người, ship xe về cho mọi người nhá. Rồi đến đây Trâm xin phép xuống live, cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi buổi live ngày hôm nay. Xin chào và hẹn lại mọi người nhá.